Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Được rồi, cái máy của mình á, đây là cái máy Savin 405. Được rồi, đang chạy thì nó sẽ báo cái lỗi SC672. Thì sau khi mình vào trong ly vàng là 107, chúng ta vào trong cái chúng ta xóa lệnh tạm á, rồi sau tắt máy mở máy lại thì nó chạy được một đổi. Rồi sau đó nó tự động ha, giống như cái máy nó đứng được xong nó tự động nó tắt cái nút nguồn đi. Tức là trên cái máy của mình thì các bạn sẽ thấy là nó có hai cái đèn, thì nó tắt một cái bóng đèn đi, và khi đó là cái máy nó không có hiện lên nữa, nó không có khởi động lên nữa, mà nó cứ báo cập bụp ha. Rồi sau đó tắt máy mở máy lên lại là báo lỗi 672. Thì cái lỗi này thì chúng ta sẽ tập trung vào trong cái bộ phận của hai thanh RAM và của cái thẻ in. Thì nếu mà các bạn nào mà là mới mở tiệm photo hoặc là chưa biết cách thì hôm nay mình chia sẻ cái video này cho tất cả các anh chị và các bạn. Khi mà gặp cái lỗi SC672 thì các anh chị nên nghĩ, cái đầu tiên là nghĩ về ngay cái bộ phận của hai thanh RAM và cái thẻ in. Thì những cái video trước mình cũng đã làm rồi, nhưng mà cũng có thể là các anh chị và các bạn có thể là có người biết được video đó, có người không biết được video đó, thì hôm đó là khi gặp mấy trường hợp nào thì mình cố gắng mình làm lại tất cả các anh chị, làm sao để chúng ta hoàn thiện, để chúng ta khi mà chúng ta gặp cái lỗi chúng ta hãy biết cách chúng ta xử lý. Thì đây là cái thanh RAM của cái máy photo nè, thì nó cũng nhỏ thôi. Thanh RAM này nó có 256 MB. Thì đối với những cái loại máy á, đối với máy photo á, mà thông thường mà khi mà thợ mà giao cho mình á, thì đa số á, là ở cái máy mà gọi là cái máy hàng nhập á, thì mình hay gọi là máy rin á, thì nó có hai thẻ thanh RAM, một thẻ là 128 và một thẻ là 256, 258 gì đó. Thì khi mà chúng ta gắn vào hai cái thẻ này thì nó mới sẽ hỗ trợ được chúng ta in trên máy photo. Còn nếu mà các anh chị bị hư một trong hai thẻ này thì nó sẽ không có in được, mà chúng ta chỉ có photo thôi. Thì để mà chúng ta khi mà chúng ta làm gặp cái lỗi SC672 thì chúng ta phải mở ra và chúng ta sẽ thử từng cây. Thì khi mà để mở thử từng cây thì các anh chị phải mở cái thẻ in ra. Thì cái thẻ in thì nó nằm phía sau đây nè, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn mở ra nha. Thì đây là cái thẻ in thì nó nằm phía sau máy này, các anh chị sẽ thấy con ốc nằm đây nè, các anh chị thấy ốc đây, các anh chị mở ra ha. Chị lấy ốc ra, các anh chị lấy cái miếng bảo vệ của nó ra, và trong đây là cái thẻ in. Thì các anh chị dùng cái tay, các anh chị nhấn vào thì cái SC in nó sẽ lòi ra và chúng ta sẽ rút ra cái thẻ đây ha. Đây là cái thẻ in nha, cái này là cái thẻ in scanner nè, các anh chị thấy chưa, thấy cái chữ nó ghi trên đó không ha. Các anh chị tháo thẻ in ra rồi thì các anh chị phải tháo cái bộ phận ốp phía dưới nè, thì chúng ta mới mở được cái hộp box này. Hộp box này bao gồm chứa ổ cứng và các thanh RAM. Thì trước khi mở cái miếng nhựa bảo vệ này về cái hộp box thì mình đợt trước có một vài anh chị có hỏi mình về cái máy photo nó bị giật á, khi mà đụng vào nó bị giật. Lý do là trong cái nguồn điện của nhà các bạn và các anh chị nó bị thiếu mát. Do đó là các anh chị phải sử dụng một cái sợi dây điện. Một sợi dây điện này, các anh chị một đầu á, các anh chị dùng cái đinh, các anh chị đóng vào phía dưới đất, hoặc là những cái chúng ta sẽ cột vào những cái vật cây sắt hay là cái vật gì đó mà nó có tiếp xúc với đất, để rồi sau đó một đầu chúng ta sẽ dặn vào con ốc này nè, và chúng ta dặn vào bất kỳ chỗ nào nó thân máy thì chúng ta nên dặn ở những cái góc cuối á, để chỗ nào mà thuận tiện hết chúng ta sẽ giấu dây được, và chúng ta thuận tiện không bị vướng khi kéo máy ra. Thì các anh chị gắn vào thì nó sẽ không còn hiện tượng mà bị giật nữa. Do đó là nếu cái máy nào các anh chị bị giật thì chúng ta sẽ sử dụng một sợi dây điện giống như chúng ta hỗ nối mát cho nó vậy, thì nó sẽ tránh tình trạng bị giật. Rồi tiếp đó thì các anh chị khi mà các anh chị gỡ hang ốc phía dưới ra thì các anh chị lấy cái phần miếng bảo vệ trắng phía dưới của thân máy nào ra nè, các anh chị để những cái tấm này vào những nơi nào mà ít có đi đụng nha, để chúng ta khỏi tránh bị gãy. Thì đây là cái hộp bóc, thì trong đây nó có, đối với máy mới các anh chị mở ra thì nó có rất là nhiều ốc, thì các anh chị mở ốc hết ra ha. Còn ở đây mình mở một hai lần rồi thì ở đây mình chỉ dặn có hai con thôi, sao cho nó cứng thôi, không cần phải dặn nhiều đâu. Dặn nhiều sau này mình mở ra mở vô, tại máy mình sử dụng nhiều mà, mình mở ra mở vô thì nó sẽ mất thời gian của mình.
Rồi chúng ta đây, đây là miếng bảo vệ. Thì đối với cái máy mình đây thì đợt trước mình đã rút một cái thanh ram ra rồi. Rồi sau khi mà mở máy ra thì các anh chị sẽ thấy phía trong hộp bóc nè, nó chứa là bao gồm nè, cái này là ổ cứng ha, đây là ổ cứng thì nó nằm sẽ nằm trên đây ha. Để mở được ổ cứng thì chúng ta mở ba con ốc này. Còn mình chủ yếu ở đây á, là mình tập trung vào hai thanh ram. Đây là hai thanh, đây là hai thanh ram. Thì đợt trước mình có mở một cái thanh ram cũ ra thì nó nằm dưới đây ha, nó nằm dưới đây, nó nằm khe dưới đây. Các anh chị thấy, nếu đấy thì anh chị thấy khe ở đây, ở đây là thanh ram. Thì sau khi mà các anh chị rút cái thẻ nhớ ra rồi ha, chúng ta mở ra rồi thì chúng ta bắt đầu là chúng ta thử, là đoạn đầu tiên các anh chị sẽ thử là hai thanh ram, sau đó các anh chị bật máy lên coi chữ có báo lỗi hay không nha. Sau khi mà các anh chị bỏ vào hai thanh ram này và bật máy lên, nó sẽ báo lỗi tiếp. Thì các anh chị bắt đầu, các anh chị sẽ rút một thanh ram ra ha. Để bật thanh ram ra thì các anh chị phía sau đây nè, ở phía hai bên hông nó có một cái hai cái chốt chặn màu xanh. Thì các anh chị dùng cái tay các anh chị đẩy nhẹ ra phía sau nè, các anh chị đẩy nhẹ ra phía sau nè, thì cái thanh ram tự động nó sẽ trồi ra và chúng ta sẽ rút thẳng nha. Các anh chị rút thẳng ra, cho tránh trường hợp là các anh chị mà rút thô bạo quá hay là những cái vấn đề gì đó thì nó sẽ bị hư những cái chân ram này và nó sẽ bị hư luôn cái thanh ram này ha. Thì chúng ta sẽ bỏ một trong hai cây này ha, chúng ta sẽ rút một cây ra, thì còn một cây chúng ta thử, chúng ta thử xong rồi sau đó bật lên thử, nếu mà cái ram nó vẫn còn bị nữa thì chúng ta bắt đầu chúng ta rút cái ram nó ra và chúng ta thử cái ram, cái vừa rút á chúng ta thử vào thì chúng ta sẽ coi. Thì chắc chắn nếu với trường hợp đó thì chắc chắn nó chỉ có bị một trong hai cái thanh ram này thôi, và khi mà một thanh ram bị hư thì chúng ta rút ra, chúng ta để qua một bên, chúng ta đặt hàng và chờ thay. Thì trong quá trình chờ thay thì chúng ta còn một cây lại chúng ta vẫn bỏ vào được để chúng ta tiếp tục chúng ta photo cho khách hàng. Rồi nếu mà đó chúng ta chỉ đưa vào như vậy, rồi sau đó chúng ta bật máy lên và chúng ta cứ phô cho khách hàng. Thì đối với những cái máy như thế này thì chúng ta chỉ có ở một cái chức năng photo thôi, còn chức năng in thì chúng ta sẽ in không được nha. Rồi đây là cái thanh ram 256 mình mới vừa đặt hàng của anh Hiếu hỗ trợ cho mình cái thanh ram này. Thì nếu mà các anh chị sau này mà nếu các anh chị máy móc mà các anh chị có vấn đề gì ram, hay là các anh chị muốn mua thêm linh kiện về máy photo, thì các anh chị cứ liên hệ cho anh Hiếu qua số điện thoại 0967 696 697. Thì các anh chị cứ điện cho anh, alo cho anh, các anh chị hỏi những món đồ nào thì anh có, thì các anh chị sẽ để lại cho tất cả các anh chị ha. Thì mình hay lấy tất cả các đồ linh kiện đồ thì mình hay lấy cho anh Hiếu, tại vì khi mỗi lần anh lấy thì mỗi lần mình lấy cho anh Hiếu thì anh sẽ test sẵn cho mình. Tuy nhiên cái hàng điện tử thì đa số những thanh ram này hầu như là bữa nay nó không còn, không phải là thanh ram mới mà thanh ram cũng lấy từ máy khác qua thôi, nhưng mà anh phải test thử cho mình, để mình khi mình test thử được rồi anh mới gửi cho mình ha. Thì nói chung hàng điện tử mà, lúc này lúc kia thì mình nói chung cũng không nói trước được. Rồi bây giờ mình sẽ thay vào ha, rồi sau đó mình sẽ test máy lại thử. Thì khi mà thay vào thì các anh chị thấy trên thanh ram nó có một cái khe, đúng không? Có thấy một cái khe đây không? Đây nè, khe này. Thì nó sẽ tương ứng với trên cái khe ram, đó là một cái khe. Thì các anh chị nên chú ý là khi chúng ta đặt cái thanh ram vào thì chúng ta phải đặt tương ứng với cái khe của nó, với tránh trường hợp là các anh chị đặt sai khe và các chị ấn vào thì sẽ có những cái trường hợp ra. Có thể là các anh chị phát hiện sớm thì các anh chị nó không có bị hư hao gì. Nếu mà các anh chị mà ấn nó trật khe ha, ấn nó bị trật cái khe ram đi, thì nó sẽ gây ra hư ram nè, hoặc là hư luôn cái khe này. Và nếu hư luôn cái khe này là hư nguyên cái men này luôn nha. Do đó là chúng ta cẩn thận, chúng ta khi mà chúng ta đưa vào chúng ta nhìn coi là cái khe trên thanh ram sẽ tương ứng với cái lại cái khe ở trong cái khe ram nha. Đây nè, đó. Thì bây giờ đó, chúng ta sẽ đưa vào đây, chúng ta đưa đúng khe rồi chúng ta sẽ nhấn cái tay vào, chúng ta nhấn một đầu này ha, thì tự động phía phần chốt nè, cái chốt xanh ở bên này nó sẽ tự bật lên và chúng ta sẽ nhấn bên này nữa. Rồi bây giờ chúng ta hai cái ram này rồi, khi mà chúng ta gắn hai ram ra rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái thẻ nhớ vào trong đây ha. Chúng ta sẽ bỏ nhớ thẻ nhớ lại trong đây nè ha. Đây, chúng ta đặt cái thẻ nhớ vào ha, chúng ta đặt thẻ nhớ vào trong đây. Rồi bây giờ chúng ta qua chúng ta bật máy coi thử nha.
Rồi, như vậy là máy đã khởi động xong và nó không có thể báo lỗi gì hết nha các bạn rồi ha. Rồi sau khi mà các anh chị kiểm tra, các anh chị bật máy vào xong thì nãy như bật máy là nó sẽ không có báo nữa, thì lý do là nó bị hư một cái thanh RAM cho nó sẽ báo, nó sẽ báo lỗi. À, còn một cái chú ý khi các anh chị thử hai thanh RAM này, nếu mà các anh chị thử một thanh RAM ha, một thanh RAM còn một thanh RAM các anh chị chạy mà các anh chị nhét cái thẻ nhớ vào thì đôi khi nó sẽ báo cái lỗi SC990. Thì khi đối với báo lỗi SC990 đó, các anh chị chỉ cần rút cái thẻ ra thôi. À, chúng ta rút cái thẻ ra lại và chúng ta sẽ sử dụng một thanh RAM để chúng ta photo thôi. À, còn khi nào khi hai thanh RAM bỏ vào thì chúng ta mới bỏ cái thẻ in vào thì nó mới hỗ trợ được, nó sẽ không có báo lỗi 990 nữa. À, thì đó là một số cái mình muốn chia sẻ ở video này, cho các chị và các bạn nào mới vừa mở tiệm photo hoặc là muốn tiếp xúc với cái ngành nghề photo, hoặc là các anh chị hồi đó giờ làm mà các anh chị chưa biết cách xử lý lỗi SC62, thì các anh chị khi mà xem được video này thì các anh chị cũng có thể các anh chị làm được. À, và các anh chị khắc phục máy móc của mình để hạn chế cái kinh phí sửa máy. À, photo là một trong những cái dịch vụ mà nó khổ nhất là khi mà đang chạy gặp những cái vấn đề về máy móc bị hư hỏng, nếu chúng ta không biết khắc phục thì chúng ta sẽ phải mướn thợ, phải chờ đợi và chúng ta sẽ mất rất là nhiều đơn hàng cho khách hàng. À, do đó là mình hy vọng là những cái video mình làm, mình chia sẻ ra thì nó sẽ cung cấp được một số kiến thức nhỏ nhoi hoặc là những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình mình mở tiệm photo mình làm. À, mình muốn giúp lại cho tất cả các bạn và các anh chị những khó khăn đầu, cũng giống như mình lúc mở tiệm ra những cái khó khăn đầu, mình muốn đem cái đó mình chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn. Nếu các anh chị và các bạn cảm thấy xem hết video này mà các anh chị cảm thấy hay thì các anh chị hãy đừng quên để lại cho mình một like để ủng hộ tinh thần cho video và khích lệ tinh thần để mình làm ra những cái video mới cho tất cả các anh chị. À, nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này càng phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các bạn. Thật là nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng đắt khách và xử lý được những cái tình huống máy móc để mà phục vụ cho công việc của mình. Chúc các anh chị thật là nhiều sức khỏe ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video lần sau. Bye bye các anh chị và các bạn.